là đẹp đó nè. Máy hết, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ đưa gần một xíu các bạn quan sát. Chúng ta sẽ mổ xẻ xong. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với Lo Cái Tên Việt. Lại là mình đây, Sang. Thì hôm nay Sang sẽ giới thiệu với bạn một dòng loa ngoại hạng Rodeo. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt chúng ta sẽ không đi tháo thùng và review sản phẩm này, mà chúng ta sẽ mổ xẻ sản phẩm này ra để xem trong đây có điều gì đặc biệt mà trong thời gian vừa qua sản phẩm này làm mưa làm gió trên thị trường nha các bạn. Khi mình mổ xẻ dòng loa này, mình sẽ cho bạn xem về hình dáng bên ngoài thùng của dòng loa này nhé. Rồi, mình sẽ nghiêng máy quay thêm một xíu nha. Đấy, bạn nói được chưa ạ? Rồi, ok các bạn. Rồi, thì bây giờ Sang sẽ cùng các bạn mở thùng này ra nha, xem trong đây có gì đặc biệt và chúng ta sẽ mở xẻ dòng loa này nhé. Rồi, ok, mình vừa xáo xong thùng. Ngày hôm nay hơi nóng nha bạn, nên cái này mình hơi đổ mồ xíu, nhưng sao mệt, nhưng mà còn để mà giới thiệu sản phẩm này các bạn thì cũng là điều rất vui với Sang rồi. Thì đầu tiên phụ kiện thì các bạn thấy đây là mic nha bạn. Mic đây các bạn nha. Đó. Biết nha bạn nha. Rồi, ok. Tiếp theo thì con này chúng ta cũng sẽ có những sản phẩm này nha bạn. Đây, cũng thông dụng nhiều sáng thôi. Nhưng mà các bạn thấy thiết kế đẹp không ạ? Thì ngày mai á Sang sẽ mổ xẻ, sẽ mở ra các bạn xem được bát là gì, chép là gì nha bạn. Xem cấu tạo nó ra sao nè. Đó, các bạn thấy không ạ? Bên ngoài hình dáng nè. Đó, ấp quy, tức là bản mặt sau các bạn thấy không ạ? Đó, tiếp sang thì mở này ra luôn. À, để cho bạn xem được cái bên trong, cái bo mặt như thế nào nha. Đó. Tiếp theo nữa. Ấp quy chúng ta nằm bên trong luôn bạn nha, bên trong này luôn. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi. Các bạn ơi, lại mình đây. Thì mình vừa đi kiếm máy khoan đây. À, máy bắn dít tự động các bạn, chứ mà bàn tay thì rất là đuối luôn. À, ok, thì trước khi mình vô mình mổ xẻ dòng loa này thì mình sẽ nói tên dòng loa này cho bạn nha. Thì dòng loa của chúng ta là Alupio T B815 nha các bạn. Rồi thì có một điều này nữa, thì đó chính là đối với tất cả dòng loa bên mình Alupio thì mang thương hiệu là Tâm Việt bên mình á, thì trước khi ra thị trường bên ngoài và đưa đến tay người tiêu dùng thì bên mình đã trải qua một sự kiểm tra cũng như là rất khắc nghiệt. Từ các bộ phận bên mình kiểm tra từ âm thanh cho đến hình ảnh và về đến là chất lượng loa nha bạn. Đó như thế này, bên mình ngoại hình nè, đó rồi mình đến test về âm thanh, bass chép như thế nào, pin sạc như thế nào, bên mình sẽ kiểm tra rất là kỹ chu đáo để dán lên đây tên thương hiệu bên mình Tâm Việt để phân phối ra ngoài thị trường, giờ giúp cho người tiêu dùng có một sản phẩm tốt nhất nha bạn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ này thôi. Giờ chuẩn bị nè. Rồi, mình đã sạc đầy pin rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khui này trước các bạn. Thông này là chép mình sẽ khui sau đi. Bây giờ mình sẽ khui loa bass trước đi. Cho bạn xem được vòng loa bass bên trong loa thiết kế của dòng này như thế nào nha. Giống chim đúng không ạ? Mình thấy rất là đẹp luôn, vàng rất là sang. Rồi, ở đây, đây chính là bát loa chúng ta nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ để nằm xuống. Nằm xuống này mình có thể gỡ loa bát loa ra cho dễ, cho mình dễ quan sát, chứ mình để đứng này nó sẽ rất là nguy hiểm nha bạn. Nó sẽ dễ bị mình nó nặng mặt, nó sẽ có cục từ cục 500 sau rất là nặng nha bạn. Khi mà bạn để như thế này á, bạn ra thì nó sẽ bị rớt xuống và đứt dây bát các bạn nhá. Rất là không ok với sản phẩm của hãng nha. Thì bây giờ mình sẽ cách đúng nhất là mình sẽ để nằm loa xuống nha. Mình sẽ lấy một bình ni lông của loa mình sẽ lót lên để mình không bị chảy sức phía bên ngoài nha. Rồi.
mình vừa để loa nằm xuống rồi thì mình cũng mang máy quay gần tới thì các bạn có thể quan sát rõ hơn cái đây cái mặt loa bass nha bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm khui những viên ngóc này ra để các bạn dễ quan sát nha. Rồi hãy cùng Giang bắt đầu thôi. Ơi, mình đã gỡ xong rồi. À, đây mình hơi nặng các bạn nha, cái này bằng sắt nên hơi nặng nha. Mình sẽ đưa đây gần một xíu các bạn coi nha. Đây các bạn thấy không ạ, đây là cục 500 nè. Đó, các bạn thấy không ạ, cái này là bằng sắt nha bạn, sắt rất là cứng nha. Các bạn thấy không ạ, bên kia là bao mạch nè, bên kia bao mạch của la, bạn thấy không ạ. Ok, đấy, đây chính là thiết kế của đằng sau của la bát nha bạn nha. Thì cái cổ từ này càng to thì tất nhiên là cái lực đánh nó sẽ càng mạnh nha bạn nha. Rồi ok, đây là màn loa, đây là màn loa của chúng ta nha. Đấy, rất là nặng, mình đang phải cố giữ đây. Rồi ok, thì mình sẽ để lại nha các bạn, hơi nặng đấy. Trong quá trình chúng ta phải để đúng vị trí những lò ốc nha bạn. Tại vì khi chúng ta mà khoan lệch thôi thì sẽ nguy cơ thì bass sẽ bị lỏng và bị rung nha các bạn nha. Khi chúng ta mở nhạc lớn nha. Chứ phải để làm khi chúng ta mở ra phải làm sao đúng kỹ thuật. Và chắc chắn là khi bạn nghe nhạc tuyệt đối không nên tự làm một mình nha các bạn nha. Phải nếu mà có vấn đề gì hãy gọi liền cho tâm biệt bên mình sẽ hỗ trợ bạn, tại vì bên mình có những kỹ thuật chuyên về những vấn đề này và rành về vấn đề này sẽ giải quyết được các bạn nha. Còn giải quyết được cho các bạn về vấn đề này. Còn nếu bạn ở nhà tự mở ra thì bảo hành bên hãng thì người ta sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề đó nha bạn. Đối với Tokyo thì bảo hành tại nhà nha bạn nha. Tại ba khu vực là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Các bạn nên nhớ đó nha. Đó là quyền lợi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vô nha các bạn. Khi mặt lắp thì nhớ cho mình là lắp như thế này để mình cố định hai đầu trước, còn xung quanh mình sẽ lắp từ từ do nó sẽ ổn định được cái bắt loa như thế này, ốc nha, nó sẽ không bị xê dịch và cũng như là bị lầm cái ốc của chúng ta cố định được nha. Ok, thì vừa rồi mình đã xong la bát rồi thì mình cũng nói sơ một xíu cho bạn xem nha. Thì đây chúng ta có hai lỗ thông tắt âm thanh này, tắt hơi nè, bạn thấy không ạ, nó giúp chậm tải cái âm thanh bị y giống đây nha. Nó sẽ tạo ra một cái âm thanh từ xuống la bát nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có bị ù lại trong đây, nó sẽ không có bị khiến cho âm thanh bị bùng trong đây nha bạn. Rồi ok, mình qua bên này đi. Các bạn bên này thấy có thể lo bát đúng không ạ, lo chép nè, như là lo bát rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở lo chép cho bạn xem luôn, để xem lo chép trong đây chúng ta có gì nhá. Ok các bạn, nó chết thì dễ gỡ hơn nha. Mình sẽ để gần một xíu cho các bạn coi, quan sát nè. Đây các bạn thấy không ạ? Đó, cục nhỏ nhỏ nè. Đấy, là chép như cũng tay nha các bạn. Đó. Bạn nhìn bên trong ạ. Đó. Trên đây là bản mạch điều khiển ở phía trên của bản mạch điều khiển âm lượng nha các bạn nha. À, này kia chúng ta đó. Đó là mạch điều khiển nè. À, âm lượng của nhạc nè, rồi âm lượng của mic, echo, delay, đó là bản mạch âm thanh của nhạc và của mic nha bạn nha. Rồi các bạn thấy rõ mà bên trong đó. Dạ rồi, đây là chính là củ từ của bass, của chép nha bạn nha.
nhỏ. Thì cái này mình thấy cụ này cũng đánh và được xa đó. Đó, mình để cho các bạn thấy dễ nhìn này. Ok, mình xem có ghi thông số không nha. À, đây không ghi thông số. Đó, bạn thấy không ạ? Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu mình gắn lại nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn lại nha các bạn nha. Các bạn với lại cũng mệt, tại vì mình phải một tay giữ một tay cầm để có thể mà mình bàn ốc ra nên hơi một xíu, nhưng sau đó các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình mở cho bạn rồi vô mặt ở dưới nha, vô mạch nguồn á, để các bạn có thể xem được mạch nguồn nó gồm những gì và chi tiết ở bên trong sau mạch nguồn nó có những gì nha. Rồi, nó bắt đầu thôi. Đấy các bạn, thì vừa rồi mình vừa dẫn lo dạy nha. À, mình có một điều này luôn thì muốn nói các bạn, thì nãy mình mở bát và chép ra thì mình có những thông số dưới đây, thì tổng công suất của loa chúng ta á, thì đối với một công suất thì khoảng là 80W rồi nha, cũng xứng thật. Thì đối với từ á thì chúng ta là khoảng là 140, à từ là 140 nha bạn. Còn côn là 38 nha bạn nha, côn của bát là 38 và từ là 140. Còn với bát không có chép của chúng ta thì chép khoảng là 80 rồi nha, thì chép này cũng to ở trong vuột và một nó rất xa bát này. Rồi thì bây giờ đến phần là mình sẽ đây, phần này đây bạn, mình sẽ cho bạn xem mặt nguồn của loa rồi nha, mặt nguồn nha. Rồi thì đối với loa thì lại chia thành hai mặt khác nhau, đó là mặt nguồn và mặt trên là mặt điều khiển. Ok, tôi xin lỗi bạn nha, nếu mình mà vừa bấm bấm hết thì nếu thì bây giờ chúng ta sẽ khui ra trước để cho bạn xem. Ok các bạn ơi, vừa rồi mình vừa gỡ ốc xong mạch nguồn, bây giờ mình sẽ mở mạch nguồn cho bạn xem thử thì lần sau mạch nguồn chúng ta có gì nhé. Đây, bạn thấy không ạ? Rồi mình sẽ mạch nguồn ra cho bạn xem. Đây, cẩn thận các bạn nha. Đó, bạn thấy không ạ? Đây, đó, các bạn thấy không ạ? Đó, đây những cấu tạo mạch nguồn của loa chúng ta này. Đó, cũng có cuộn điện nè. Đó, các con tụ nguồn các bạn thấy không ạ? Các điện trở biến thế đây, các bạn nhìn kỹ nha. Mình cũng nhắc lại luôn, đó chính là cái này tụi mình có kinh nghiệm và kỹ thuật thì và được bên hãng cho phép thì bên mình mới có được quyền được mở ra để cho các bạn xem bên trong. Nhưng đối với các bạn chứ đối với nhà không nên mở ra khi có vấn đề phát sinh, để tất nhiên là hãng sẽ không chịu trách nhiệm trong thời gian bảo hành của bạn nha. Rồi đây, các bạn nhìn lại lần nữa nha. Đấy, mà nhìn thấy bên trong mà. Là chúng ta mở bên trong là đó chính là cái lo bát đó. Đó. Ok các bạn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đóng lại bằng ốc lại của bo mạch nguồn này. Mình sẽ mở trên cho bạn nghe xem thử bo mạch điều khiển nha. Rồi, mình để đây các bạn xem tiếp nha. Ok. Thank you.
mình đã đây, mình đã ráp xong lại mặt nguồn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình mở về cái mặt công điều khiển ở trên cho bạn xem nha, xem phần sau dưới cổ mặt điều khiển chúng ta có gì nha. Rồi đào thôi. Ok, đây chính là phần dưới của bo mạch điều khiển của chúng ta nha bạn nha. Điều khiển về âm nhạc cũng như là âm mic của từ mic phát ra nha bạn nha. Đây, echo delay, các cổng guitar và mic 1.2 nha bạn nha. Đây, thẻ nhớ USB, đèn quay hết, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ đưa gần xíu bạn quan sát. Đó, đó, chia hết rồi nha. Mọi mặt lớn của chúng ta thì đó chuyên nghiêng là mic và bass đó, chép cũng như là về phần âm nhạc. Còn phía bản mạch nhỏ ở trên các bạn thấy không? Đây là phía delay này, echo này, mic chép, mic bass này các bạn nha. Đó. Rồi. Đây chúng ta những cổng này, đây cái phần này là của bên nhạc của mic 1, mic 2 này, guitar này. Còn phần dưới đây chỗ mình đang cầm đây. Đây các bạn thấy không? Đây là của USB và hãy nhớ các bạn nha. Rồi. Đó, bạn thấy mà. Đó. Rồi. Ok, thì giờ mình sẽ đóng lại nha các bạn. À, từ từ. Còn thấy đâu mà. Đó. Đó. Đây chính là một cái dưới nhỏ bạn nha, một cái mặt nhỏ dưới đó chính là mặt micro nha bạn nha. Kết nối mặt micro Bluetooth kết nối với mic Bluetooth chúng ta nha. Đó, bạn thấy chưa ạ? Rồi. Xét. Đây là đó, đây là côn của mic chép nè, mic chép nãy mình nói đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đóng thùng, mình để lại gia đình máy quay vị trí cũ nha. Bây giờ mình sẽ ráp lại mặt trước của loa bass nha bạn nha, lưới bảo vệ của loa bass. Thì điều này thì đối với ACQUI thì hơi khó để các bạn quan sát được, tại vì nằm bên phía bên trong của loa bass chúng ta và nằm kín lắm, nên là mình không thể nào mình đưa máy quay vô có thể quay được cho bạn xem được bình ACQUI và nó còn tối luôn. Ok, thì nếu có gì mình sẽ gỡ bình ACQUI riêng ra để cho bạn xem thử nha. Thì bây giờ mình sẽ đóng loa bass lại và mình sẽ tiến hành là mình trả lại nguyên nguyên thùng cũng như là nguyên kiện lại cho dòng loa chúng ta. Thì các bạn nếu quan tâm về loa này như thế nào, review âm thanh và chất lượng ra sao về mic á, thì các bạn có thể xin lỗi bạn nha, mình có điện thoại. Thôi các bạn, mình lại quay lại đây, xin lỗi bạn nha, hồi nãy mình có điện thoại một xíu. Thì bây giờ mình lại tiếp tục quay về chủ đề của chúng ta. Thì mình có điều này muốn nói với bạn luôn, đó chính là các bạn quan tâm về âm thanh của loa cũng như là review chi tiết về âm thanh từ loa ra, mic ra loa, thì các bạn có thể nhập từ khóa trên YouTube đó chính là loa TB815 Tâm Việt nha các bạn. Thì các bạn sẽ ra được cái sản phẩm của mình mong muốn, đó chính là sản phẩm của chúng ta đây, TB815 Alokio. Thì các bạn sẽ được xem về chi tiết về bảo hành cũng như là âm thanh của bảo hành nha. Thì rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ráp lại mặt lưới của loa bass để rồi mình sẽ đóng thùng coi như là, và chúng ta sẽ kết thúc video này nha các bạn đợi một xíu nha.
thì mình vừa ráp xong con này rồi, TB815 nha các bạn. Ok, thì đến đây thì chắc video của bên mình đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nãy giờ. Thì trong quá trình mình review thì có các bạn ý kiến cũng như là ý kiến đánh giá nhận xét gì, thì có điều gì hay cũng như sau này muốn bên Tâm Việt mình muốn giới thiệu sản phẩm nào cũng như làm gì, hãy comment ở dưới phần mô tả video, phần bình luận video nha. Thì ok, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh rocketv.com để thể theo dõi những video mới nhất và được cập nhật liên tục nha các bạn. Xin chào quý bạn và hẹn gặp lại trong một thời gian sớm nhất và gần nhất các bạn. Bye bye. Vâng, và video hôm nay là kết thúc rồi. Lo kéo Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website dienmaytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức lo kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về lo kéo và điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.